hai người đã rất hạnh phúc bên nhau. Còn cái chuyện xa hơn nữa thì thực ra thì cái vấn đề công việc bây giờ nó vẫn đặt trên hàng đầu, như là nếu mà cùng nhau cùng cái suy nghĩ trên một con đường thì sẽ cố gắng gắn bó nhau lâu dài hơn. Còn thực ra em không phải là một đứa trẻ, không phải là một đứa con nít đếm ngày yêu nhau theo kiểu một ngày hai ngày. Không ai biết được là, không ai định nghĩa được tình yêu là gì. Những bộ phim mà anh tham gia cũng đều nói về tình yêu. Anh cũng rất may mắn khi mà những vai diễn của mình thất tình có, yêu đương có và lãng mạn rất là có. Và qua những cái câu chuyện đấy thì mình lại càng hiểu thêm về tình yêu, tức là nó là một thứ gì đấy nó rất là mơ hồ. Thế nên là An sẽ luôn sống, luôn hết mình với công việc, luôn hết mình với tình yêu. An chỉ thấy một điều rằng là làm nghệ thuật không phải là làm ngày một, ngày hai, mà nó là một cả một chặng đường dài. Nhiều khi cái yếu tố may mắn ở đây cũng quyết định, và cái yếu tố thời thế ở đây nó cũng quyết định rất là nhiều. Có những người diễn viên mà mãi đến năm 35, 40 tuổi người ta mới thực sự nổi tiếng, mà mới thực sự được mọi người biết đến. Thế nên là nhiều khi cũng nản, nhưng mà cũng tự an ủi mình rằng là làm nghề, cống hiến hết với nghề thì nghề sẽ không phụ mình. Tự hào vì mọi người đã công nhận mình là diễn viên. Còn hot boy, An chưa bao giờ phủ nhận mình là hot boy. Thì vì mọi người gọi An là hot boy ngay từ những ngày đầu tiên, thì mọi người chú ý đến mình. Nhưng mà để thoát khỏi hình ảnh hot boy cũng, An thấy là khá là khó. Nhưng mà bây giờ mọi người cũng đã gọi An với cái tên là diễn viên Bình An rồi. Diễn viên hot boy Bình An, ok, gì thì tên diễn viên cũng đã gắn liền với cuộc sống của mình rồi. Và mình tự hào về điều đấy.